Quang Văn Chuẩn mất tự tin, khó giữ vị trí ở Olympic Việt Nam. Ở vị trí thủ môn của Olympic Việt Nam, Quang Văn Chuẩn chưa tạo ra cảm giác yên tâm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xếp Quang Văn Chuẩn trong đội hình của Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASEAN 19 gặp Olympic Mông Cổ. Tuy nhiên, trong hai trận quan trọng sắp tới gặp Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Iran, nhiều khả năng Đỗ Sĩ Huy mới là người được chọn ở vị trí thủ môn. Màn trình diễn của Quang Văn Chuẩn chưa tạo ra cảm giác an tâm, không phải chỉ riêng trận đấu với Olympic Mông Cổ. Không ít khán giả theo dõi U23 Việt Nam thời gian qua nhận ra vấn đề của thủ môn Hà Nội Fan Club. Đó là những tình huống bóng bổng và sự quyết đoán trong các pha ra vào. Việc không được thi đấu ở câu lạc bộ rõ ràng tác động nhiều đến cảm giác thi đấu của Quang Văn Chuẩn. Thêm vào đó, những pha bóng lỗi, kể cả không dẫn đến bàn thua, lại càng khiến thủ môn này mất tự tin. Tình trạng này dễ xảy ra với các cầu thủ trẻ. Quyết định xếp Quang Văn Chuẩn bắt chính ở trận gặp Olympic Mông Cổ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không phải là khó hiểu. Có lẽ nhà cầm quân này muốn tạo cơ hội để thủ môn Hà Nội Fan Club thi đấu, duy trì cảm giác và sự tự tin. Tuy nhiên, khi gặp Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út, Quang Văn Chuẩn nhiều khả năng phải trả lại vị trí trấn giữ khung thành cho đồng đội. Đó là những trận đấu quan trọng và có độ khó cao hơn với Olympic Việt Nam. Trước các đối thủ mạnh, cạnh tranh trực tiếp xuất vào vòng 1/8, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần một thủ môn có độ tin cậy cao hơn. Thực tế, ngay khi danh sách Olympic Việt Nam dự ASEAN 19 được công bố, người hâm mộ đoán rằng Đỗ Sĩ Huy mới là lựa chọn số 1. Anh là cầu thủ quá tuổi duy nhất được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập, Nhâm Mạnh Dũng cũng thuộc diện tăng cường nhưng thực tế vẫn trong độ tuổi U24. Dù chỉ ra sân 3 trận cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở V-League 2023 nhưng trong mùa giải trước đó, Đỗ Sĩ Huy bắt chính cho đội bóng ngành công an ở giải hạng nhất. So với các đồng đội Quang Văn Chuẩn, Cao Văn Bình, kinh nghiệm của Đỗ Sĩ Huy tốt hơn hẳn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng giải thích về lựa chọn của ông cho các suất quá tuổi. Nhà cầm quân này xác định thủ môn là một trong ba vị trí cần sự tăng cường. Ông sẽ không phí một suất tăng cường nếu không chọn Đỗ Sĩ Huy bắt chính. Bên cạnh đó, còn một lý do khác để tin rằng người gác đền sinh năm 1998 sẽ ra sân ở hai trận tiếp theo của Olympic Việt Nam chứ không phải Quang Văn Chuẩn hay Cao Văn Bình. Đỗ Sĩ Huy chính là đội trưởng ở giải đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.